Hy vọng là cứu được nó. Mình lấy cái kia nè, mình dán thử. Hy vọng là dán được, cứu được nó. Trời, thấy trời nắng mà nó đậu trên cái chậu kỹ mà nắng chang chang luôn. Không biết làm sao luôn. Nhìn chét lên cái cánh của nó, hít coi thử xem sao. Cái này dùng cho mắt thì chắc nó cũng an toàn. Thì nó rung, tai mình nó rung. Ê đừng đâm, trời ơi mày nhúc nhích như chi vậy? Mày nhúc nhích là mình biết gì. Đúng nhất. Nhất ta làm họ chắc gãy cánh luôn quá. Ê, trời ơi, nó nhấp nhấp hoài à. Bây giờ đè cái đầu nó xuống nữa cho nó khô. Giờ dán nè. Đó, dán bằng keo vào cái cánh này nè. Không biết nó sống được không nữa. Giờ mình bỏ nó vô đây đi. Đừng có bay nha, mày còn yếu lắm. Đó, trời ơi. Sửa cái cánh cho không biết là này còn còn được cái cái. Đó, cái cánh dán bằng keo nè, giờ nó bị gãy một chân nữa chứ, tội nghiệp ghê luôn. Đẹp quá chứ, đẹp hết sức đẹp luôn. Đó, giờ cho vào trong đây, giờ mình đợi mình đục cái nắp này cho nó thở, cho nó nghỉ dưỡng. Đây mình đục mấy cái lỗ ở trên này cho nó có không khí, nó thở nè. Giờ mình đi thả cho nó bay, chắc nó bay được. Đây con chuồn chuồn em bị, em phát hiện nó nằm ở chỗ này nè, nó bị gãy cái cánh. Em vô em okay, em lấy keo mà keo eyelash á, keo dán eyelash á, em dán nó lên. Giờ em để vô đây nó khô, nãy nó gãy cánh luôn, nó đâu có bay được đâu, nó nằm nằm chắc bị con gì ăn. Giờ thả nó ra. Dừng ngay đi. Nó bay được không? Này cái cánh. Cánh mà mình dán keo nè. Cánh này nè. Giờ bả đu cho cái này á, chứ chịu bay đi nữa. Đó, cuốn bao nhiêu đó rồi đó. Giờ cho nó ra đâu vậy ta? Vườn của mình là bình thiên đó. Giờ không bay luôn. Giờ đưa ra đây nè. Giờ nó không bay luôn.
nó cứ đu trong cái này hoài. Để cho nó lên cái cây này nè. Mua cái này đây cũng chắc là cây dứa. Lâm râm rồi đó kìa. Giờ đưa ra đây nè. Bay không? Giờ nó không bay đâu. Nó cứ đu trong cái này hoài. Để cho nó lên cái cây này đi. Mua cái này đây cũng chắc là cây dứa. Chắc đói dữ là phải cánh từ sáng dài lúc nào giờ này có con mũi không lăn đi. Dễ sợ không? Ồ, ông chưa ăn được, rớt xuống dưới rồi. Rớt xuống cái chân dưới rồi. Cái dưới kìa. Trời ơi, cái chân dưới kìa. Con chuồng này thiệt tình. Cho mày con thứ hai đó.